Vị trí dãy 05 này, sau biển 05 này, thì mình bắt đầu di chuyển theo cái đường này, là cái đường nội bộ của tiểu khu sau biển. Bên trái chính là khu shop sau biển 23 kinh doanh, bên phải chính là các căn song lập sau biển dãy 07 để ở, đúng không? Chúng ta có 05, 07, 09. Khu bãi đất trống này thì sẽ xây dựng cái khu trường học này, trường mầm non cấp 1, cấp 2, cấp 3. Đây là khu vực dãy shop đường 42m. Dãy bên đấy thì chưa bàn giao, nhưng mà cái dãy bên này đã bàn giao rồi, dãy shop 23 rất đẹp, đúng không ạ? Chỗ này sẽ xây trường học này, phía thẳng trước mặt chúng ta sẽ đi ra đến biển hồ rồi.